Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá Suzuki Raider R110 mới nhất trong tháng 1 năm 2024. Cận Tết nguyên đán nhưng giá vẫn nguội. Cái mẫu xe con tay Suzuki Raider R110 hiện có mức giá bán thấp hơn mức giá đề xuất chính hãng. Tuy nhiên cái chương trình khuyến mãi chính hãng hiện không còn. Như vậy so với mức giá niêm yết chính hãng thì cái chiếc Suzuki Raider R150 tại đại lý trong cái tháng 1 năm 2024 vẫn đang rẻ hơn khoảng là 900 000 đồng. Cộng với những như phí trước bạ, bảo hiểm bắt buộc, phí đăng ký xe thì giá lăn bánh của chiếc Raider R150 2024 rơi trong khoảng là từ 51 400 000 đồng đến 56 700 000 đồng tùy nơi đăng ký xe. Khác với những cái dòng xe con tàu hồng phân phối phổ biến tại thị trường Việt Nam, cái chiếc Suzuki Raider R110 2024 số cho mình một cái chiếc kế đặc trưng, một cái dòng là hyperbone. Cái sự gọn nhẹ, lược bỏ những cái chi tiết nhựa không cần thiết, góp phần tạo nên cái sự linh hoạt cho chiếc xe trong quá trình vận hành. Cái chiếc Raider R110 2024 nó cũng được trang bị cho mình cái cụm hồn kỹ thuật số toàn phần với cái cụm tay lái thoáng đãng, vẫn tận dụng cho mình cái chìa khóa cơ truyền thống. Bên cạnh đó thì cái mẫu xe này vẫn được trang bị phanh đĩa cho bánh trước là bánh sau, đảm bảo cái lực phanh mạnh mẽ cho việc dừng đổ tốt. Nói đôi chút về sức mạnh của chiếc Suzuki Raider R150 2024. Em ấy trang bị cho mình động cơ Xander dung tích là 147,3cc, cái loại DOC là mát bằng dịch. Cái có động cơ này sinh là cái công suất tối đa là 13.6kW, tại ngưỡng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 13.8 Nm, tại ngưỡng tua máy là 8.500 vòng trên phút. Sang cái năm 2024, chương trình khuyến mãi giảm 6 triệu đồng đã kết thúc, khiến giá bán của chiếc Suzuki Raider R150 2024 tại đại lý trở về những mức giá gần mức giá niêm yết của hãng. Cụ thể theo tìm hiểu của chúng tôi, một vài đại lý xe máy của nhà Suzuki hiện đang bán mức giá của chiếc Raider R150 2024 tại thời điểm trong tháng 1 năm 2024 như sau. Cái chiếc Suzuki Raider R150 phiên bản đặc biệt là gam màu đỏ đen, xám đen, xanh đen có mức giá bán niêm yết là 51.200.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng từ 50.200.000 đồng đến 50.500.000 đồng. Suzuki Raider R150 2024 những gam màu như là nâu đen, trắng đỏ đen và xanh đen với mức giá bán đề xuất là 51.000 đồng, trong khi mức giá bán đại lý dao động trong khoảng từ 50.100.000 đồng đến 50.300.000 đồng. Lưu ý mức giá ở trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí trước bạ và những cái phí đăng ký như bảo hiểm v.v. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, share, subscribe.